Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video giới thiệu sản phẩm của bếp hùng cường. Và trong video lần trước thì bếp hùng cường đã chia sẻ cũng như là giới thiệu tới các bạn lò nướng hai tầng 4 khay dùng điện của BOSCH và trong video lần này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lò nướng một tầng dùng điện của BOSCH và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng xem tổng quan về sản phẩm này trước, sau đó thì mình sẽ đi vào chi tiết cũng như là chia sẻ với mọi người về cách lắp đặt cũng như sử dụng của sản phẩm này. Lò nướng một tầng dùng điện của BGA thì sẽ có model là BGI E6KVK1BD và được sản xuất cũng như là nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia. Sản phẩm thì sẽ có đầy đủ chứng từ nguồn gốc xuất xứ cũng như là chứng từ về chất lượng sản phẩm COCQ và đầy đủ các chứng từ nhập khẩu khác. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về nguồn gốc xuất xứ cũng như là chất lượng của sản phẩm. Đi một vòng về tổng quan sản phẩm thì các bạn sẽ thấy là toàn bộ sản phẩm được làm bằng inox cao cấp, dễ vệ sinh và cũng như là đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm. Lò nướng này thì sẽ phù hợp với lại rất là nhiều mô hình kinh doanh từ bình dân đến cao cấp à, sẽ phù hợp với lại nhà hàng này, khách sạn, tiệm bánh hay là trường học và sản phẩm thì cũng có thể dùng để nướng bánh, nướng thịt gà, cá và nấu cơm hay là làm bánh pizza thì đều được. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Đầu tiên thì ở bên trên này chúng ta sẽ có thương hiệu Borgia được dập nổi ở phía bên trên góc phải của lò nướng. Ở phía này thì chúng ta sẽ có một cái khay nướng ở đây. Và như mọi người thấy thì ở trên phía khay nướng này chúng ta sẽ có một cái tay cầm đây. Đấy thì cái tay cầm này được thiết kế rất là đẹp, chắc chắn và trơn tru cũng như là rất là dễ dàng vệ sinh. Ở phía này thì chúng ta sẽ có cái lớp kính này. Lớp kính này thì để giúp chúng ta có thể nhìn xuyên vào bên trong trong cái quá trình sử dụng thì người chúng ta có thể quan sát được những cái sản phẩm ở phía bên trong của mình. Thì một chút xíu nữa mình sẽ giới thiệu về các cái tính năng cũng như là các cái bộ phận ở phía bên trong này. Ở phía bên ngoài bên phải này thì chúng ta sẽ có đây là hệ thống bảng điều khiển. Bảng điều khiển này thì sẽ gồm có hai phần. À, mình sẽ giới thiệu chi tiết tính năng của từng cái bộ phận ở đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với lại ba cái nút màu cam này. Thì nút nguồn power on là bật còn off là tắt. Bên trên này thì chúng ta sẽ có nút light là nút đèn ở bên trong, on cũng là bật và off là tắt nút đèn bên trong một chút xíu mình sẽ giới thiệu đèn ở đây thì chúng ta sẽ có nút cài đặt hẹn giờ đấy thì cũng on là bật hẹn giờ và off là tắt bên trên này sẽ nút start stop này đây nút start stop đây đấy và điều chỉnh cái thời gian sao cho nó phù hợp bên trên này thì chúng ta sẽ có hai cái núm xoay hai cái núm xoay này thì sẽ giúp điều chỉnh nhiệt độ ở cận trên và cận dưới đó thì chúng ta sẽ vặn để điều chỉnh cái nhiệt độ ở cận trên và đây là điều chỉnh nhiệt độ ở phía bên dưới nhiệt từ dưới lên ấy và nhiệt từ trên xuống thì đây là hai cái nút điều chỉnh nhiệt độ. Như mọi người có thể thấy. Nếu mà chúng ta muốn nhiệt độ ở bao nhiêu thì chúng ta sẽ vặn đấy, mọi người nhìn thấy nút đỏ này không ạ? Đấy. Đấy bên trên cũng thế, bên trên này chúng ta cũng sẽ có cái nút đỏ đấy. Muốn nhiệt độ bao nhiêu thì chúng ta sẽ vặn cái nút đỏ này đến cái nhiệt độ đó. Ở đây thì chúng ta còn cái kim để chỉ cái nhiệt độ đây cái kim màu đỏ này. Đấy thì khi mà cái nhiệt độ từ phía dưới lên hoặc từ phía trên xuống là bao nhiêu thì cái kim này nó sẽ chạy đến cái phần nhiệt độ đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phía bên trong của lò nướng để xem là cái lò nướng một tầng này thì sẽ có những gì. Đầu tiên thì chúng ta sẽ được tặng sẵn hai khay. Hai khay này là hai khay nhôm cao cấp và kích thước là 40 x 60 cm. Đây chúng ta sẽ được tặng sẵn hai cái khay nhôm này. Ở phía bên trong thì bên trên chúng ta sẽ có rất là nhiều cái còng nhiệt. Đây mọi người có thể nhìn thấy. Đấy, phía bên trong và bên trên này cái những cái màu đỏ này. Đấy thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái còng nhiệt này. À, 6 công nhiệt mà chải đều thì sẽ giúp cho nhiệt độ ở mọi vị trí nó đều nhau chứ nhiệt độ nó sẽ không phải là tập trung vào một chỗ như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta trong cái quá trình mà nướng bánh hoặc là nướng thức ăn ấy, thì mọi thứ nó sẽ được chín đều ở phía bên cạnh này thì chúng ta sẽ có một cái đèn mà nút tắt bật đèn ở phía bên ngoài mà mình vừa giới thiệu đấy thì là nó sẽ tắt bật cái đèn này cái đèn này thì chắc chắn là đèn chịu nhiệt rồi để đảm bảo an toàn trong quá trình mà chúng ta nướng à, một phần nữa là ở đây Đấy, cái chỗ này chính là cái cả phần cảm biến nhiệt. Ở phía đằng sau này chúng ta sẽ có một cái lỗ vuông giúp thoát hơi và giúp ổn định cái áp suất ở trong lò. Còn ở phía tiếp theo này, ở phía bên dưới này thì chúng ta sẽ được thiết kế hoàn toàn bằng inox dày và giúp cho việc truyền nhiệt từ phía dưới lên nhanh hơn. Đồng thời thì chúng ta cũng sẽ có những cái thanh nhiệt ở phía bên dưới này. Thì khi mà chúng ta vặn cái nút điều chỉnh nhiệt đó thì là nó sẽ truyền nhiệt qua những cái thanh này. Ờ uh, lên phía bên trên giúp chín đều từ dưới lên. đó thì đây là toàn bộ những cái phần ở phía bên trong khi mà đóng cửa lại thì chúng ta lưu ý là gồng tay để giữ cửa đừng thả ra bởi vì nó có lò xo, lò xo đấy nó sẽ giúp cho cửa nó chặt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi về các cái bộ phận cũng như là tính năng ở phía đằng sau. Như mọi người có thể nhìn qua đấy thì toàn bộ cái thân này, toàn bộ thân lò nướng này thì đều được làm bằng inox nên là rất là sáng và dễ vệ sinh. Đây như mọi người có thể nhìn thấy thì ở phía này là lỗ thoát hơi thì lúc nãy mình đã giới thiệu với mọi người cái lỗ thoát hơi này ở phía đằng trước rồi còn đây khu vực này những cái lỗ này đây ạ à, những cái lỗ này đấy những cái lỗ này chính là cái lỗ thoát hơi cho cái bảng điều khiển thì sẽ giúp bảng điều khiển bền hơn đấy khi mà nhiệt khi chúng ta nướng thì là nhiệt nó sẽ thoát ra từ những cái lỗ này giúp cho bảng điều khiển được bền hơn và đến phần tiếp theo nữa thì ở đây chúng ta sẽ có dây nguồn điện lò nướng của BGA này thì sẽ dùng điện một pha và điện 220V nha mọi người. Và sẽ thiết kế theo kiểu là hai dây chập 1. Đây, hai dây này chập 1 này. Và hai dây này sẽ là chập 1. Đấy, thì còn lại là cái dây màu tím này thì chính là dây tiếp địa. Và dây này thì sẽ được thiết kế dài là khoảng tầm 1,5m Rất to và nhiều cái sợi lõi đồng bên trong Còn ở đây thì chúng ta sẽ có một cái điểm nối tiếp địa khi cần Đấy thì khi cần thì chúng ta sẽ sử dụng cái điểm nối tiếp địa này Trong quá trình sử dụng thì chúng ta có thể kéo ra hoặc là đưa dây vào tùy thuộc vào cái khoảng cách giữa nguồn điện làm sao cho nó phù hợp. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ sang đến phần tiếp theo ở phía bên này. Bên hông này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái lỗ thoát nhiệt đây. Đấy thì là những cái lỗ thoát nhiệt này sẽ giúp mà nhiệt độ thoát ra để đảm bảo cho cái bảng điều khiển hoạt động được tốt và bền. Đấy thì có rất là nhiều lỗ thoát nhiệt khi mà nướng. Còn đây là sẽ chúng ta sẽ có một cái tem và lò nướng một tầng điện của BGA này thì sẽ có rất là nhiều thông số ở đây để mọi người có thể kiểm tra bao gồm có kích thước này kích thước là dài 1,250 này nhân với rộng là 0,845 này nhân với cao là 0,615 mét Đấy, và điện áp là 220V công suất là 6.600W nhiệt độ thì có thể từ 20 cho đến 300 độ C và nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia ở phía bên dưới này thì chúng ta cũng sẽ có một cái tem màu xanh đây mọi người có thể nhìn thấy đấy chính là cái tem màu xanh này tem này là tem QC chứng nhận chất lượng sản phẩm như vậy là mình đã vừa giới thiệu với các bạn về những cái tính năng này, cũng như là hướng dẫn chia sẻ với các bạn cách sử dụng lò nướng một tầng điện của Gia. và khi mua sản phẩm này của bếp hùng cường thì các bạn sẽ được hỗ trợ vận chuyển cũng như là lắp đặt tận nơi ở trong nội thành Hà Nội này, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh mọi thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 0982 145 628 để nhận được tư vấn trực tiếp hoặc là ghé thăm website cường com để xem những cái sản phẩm phù hợp với lại mô hình kinh doanh của mình. Ngoài lò nướng một tầng điện của BGA thì Bếp Hùng Cường còn có những cái sản phẩm khác ví dụ như là lò nướng hai tầng này hay là ba tầng dùng điện hay là dùng ga hoặc là máy trộn bột cũng như là máy đánh trứng. Ngoài ra thì sẽ còn rất là nhiều những cái sản phẩm mà bếp công nghiệp khác ví dụ như là bếp Á công nghiệp hay là bếp Âu công nghiệp, thiết bị bar cà phê. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của bếp Hùng Cường.